Thưa quý vị, chiều qua 29 tháng 11, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có buổi gặp gỡ lần cuối các hộ dân có đất thu hồi tại dự án tái định cư 10 ha phường 10 trước khi thành phố tiến hành cưỡng chế. Trong lần gặp gỡ 28 hộ dân có đất bị thu hồi lần này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu một lần nữa đã thông tin về một số chính sách hỗ trợ khi người dân bàn giao mặt bằng dự án tái định cư 10 ha tại phường 10, trong đó có hỗ trợ hơn 38 triệu đồng một hộ. Những hộ thực sự khó khăn về nơi ở sẽ được thành phố xem xét giải quyết mua nhà ở xã hội. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các hộ cần tự nguyện bàn giao mặt bằng, nếu không thì thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành cưỡng chế và mọi chi phí thực hiện. Người dân phải trả chi phí, đồng thời không được hưởng các chính sách hỗ trợ. Các hộ dân kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu lùi lại ngày cưỡng chế, bởi hiện tại đang là thời điểm cuối năm, nếu di dời vào thời điểm này, người dân sẽ gặp khó khăn khi ổn định cuộc sống. Các hộ dân cam kết sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 14 tháng 2 năm 2020. Kết luận buổi họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đồng ý với đề xuất của các hộ dân và yêu cầu các hộ dân phải làm bản cam kết. Đến 14 giờ ngày hôm nay, 30 tháng 11, hộ dân nào không có bản cam kết thì thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế vào sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm này đã có 5 trong số 28 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng.